A dần A dần hề tha Rù phá sa mức thà Ná ná dồ. Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sinh dần dần không do nguyên nhân nào tạo. Được nói như vậy vì hoàn toàn cố hữu dính liền theo cả thấy. Xin hết. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Thầy Gia, Nam mô Tham Thầy Gia. Kính chào thầy kinh, kính chào cả lớp. Anh xin đọc bài. Rù phá tam mu thà na na giá. Sự khởi sanh của các sắc pháp đoạn 1. Cam chít tăng quốc tú a hà rô trà tí. Chát tà rí rù bá tàm mút thà nà ní nà má. Các pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là một nghiệp, hai tâm, ba thời tiết và bốn vật thực. Tát thà cà mà quát cha rằng rù bá quát cha rằng chà tí bàn cha quỳ thách tí quy thầm bí cú xá là cú xá lá cầm màng áp phi tăng khát tăng áp trà tí cá tăng ta nề cầm cầm mà sầm mút thà ná rù bằng phát tí sàn thí mú bà đà giá khà nề sầm mút thà bề tí. Sắc pháp khởi sanh do nghiệp. Nơi đây 25 loại thiện và bất thiện nghiệp thuộc dục giới và sắc giới. Trong sự liên tục bên trong chính ta tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh trong từng chập tư tưởng, bắt đầu từ khi được thai, tức từ lúc thức nối liền khởi sanh. Đông Kiều post bài dùm anh cái Đông Kiều. Xin hỏi mọi người có nghe rõ không ạ? Alo. Đông Kiều post bài dùm anh cái Đông Kiều. A rù bá quý bà cá quý bàn cha quyền nhà ná quá chi tà. Bàn cha sát tà tí quý thầm bí chít tăng chít tá sàm mu thà ná rù bằng bát tham má phá hoàng gần u bà đá giá u bà đà giá cha dàn tà mê quá sàm mút thà bề tí tát thá a pa nhà cha quá nằng a ri già bát thàm bí sàn sàn nà mê tí quốc thá ba ná cà ma quát cha ra cha quá nà phìn nhà bàn nhá quyền nhá thìm bí sáp mút thà bền
đề tí sàm ma đất sàm ma na sa cha wa na ni ba nề tha tề ra sa ha sa nằng ba chà nề tí. Sắc pháp khởi sanh do tâm, 75 loại tâm, ngoại trừ những tâm quả thuộc vô sắc giới, và 5 cặp thức tạo nên sắc pháp do tâm tạo. Ngay vào lúc chập phá quan gá, hộ kiếp đầu tiên khởi phát, nơi đây những tập tâm thiền, chá quá ná tốc hành, điều hòa tư thế oai nghi của thân, nhưng những xác định tâm, những chập tốc hành tâm, chá quá ná thuộc dục giới và những siêu thế tâm cũng tạo những phương tiện truyền thông cử chỉ và lời nói. Nơi đây 13 tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. Con đọc sai nhờ thầy sửa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ alo. Dạ thầy, mọi người có nghe không? Dạ. Nhưng nhà con người bót dùm con cái phần 2 nha. Dạ con đang đọc. Dạ cảm ơn. Từ Pasamutha Nắng Ná Giá, sự sanh khởi của các sắc pháp, đoạn 2. Si tuần hồ tu sa mầm nhà ta tê chô tha tu thi tích bắt ta quá u tu sa mất thà na bù tăng hát chẳng tăng chát ba hít thà chai giác thà ra hàng sa mất thà bề tí. Sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết, nguyên tố lửa, hỏa đại, bao hàm cả hai nóng và lạnh. Đến giai đoạn trụ, trong ba giai đoạn sanh trụ diệt thì tạo nên cả hai. Tùy trường hợp, các sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài do điều kiện thời tiết sanh. Bồ cha sanh kha tu a ha ru a ha la sa mút tha na ru tăng ách chô na ra na ca lê tha na pát tô vá sa mút tha bê tí. Khởi sanh do vật thực. Vật thực được gọi là tinh chất dinh dưỡng, trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Tát tha ha đa giá in lý giá đồ bà ni khăm ma chân nghề qua quỳnh nhắc ti đo dần chích ta cha mẹ qua sách đồ chích tồ tu chồ la hô tà đích ta dần ô tu chích tà về hí sành phồ tí. Nơi đây tế tin và tám sắc nhãn căn khởi sanh do nghiệp, hai phương tiện truyền thông biểu lộ bằng thân, thân biểu và bằng lời nói, ngữ biểu, chỉ sanh khởi do tâm.
Avinipo Rupa Niche Va Aka Sattha Tuchacca Tuhi Sampho Ta Nilakhana Rupa Ninyaku Kuto Chicha Yan Tiếp. Tuy nó sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ, vân vân. Sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và thực. Những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không. Sanh khởi do bốn nguyên nhân. Attha dasa, panna dasa, te dasa, đoa dasa, ticha, kamma citto, tuka, ha racha, ni hồn, ti giác thà. Giác thất cam bằng 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp tâm điều kiện thời tiết và vật thực tạo. Chà yam mà nà đi vù bà nàng sa phà vắt tà hi kề qua lần lắc khá nà ní nó chà dành tí kề hi chì tí bác cà xí tầng ai dầm ai yam mát tha dù ba sa mút thà na na dù các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh vân vân không do nguyên nhân nào tạo, được nói như vậy vì hoàn toàn cố hữu dính liền theo các pháp ấy. Dạ, con đã đọc xong rồi. Cảm ơn con người. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Chà con xin kính lễ thầy kinh, con xin kính chào đạo tràng. Chà xin cho con được đọc bài ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, dạ con thấy bài rồi, dạ cảm ơn người. Rupa Sammuthana Naya, sự khởi sanh của sắc pháp. Kammang cittang utu aharo jati chatta rupa sammuthana ninama. Sắc pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là một, nghiệp; hai, tâm; ba, thời tiết; và bốn, vật thực. Tất thà cà mà quá chá răng rù bà quá chá răng trà tí bành chá quỳ xá tí quý thằng bí cú xá là cú xá lá cầm mằng á phí sằng khá bằng ách chất tí cá sành tà nề cầm mắt xá mút thà ná rù bằng bát tí sành thí mú bà đà giá khá nề xá mút thà bề tí. Sắc pháp khởi sanh do nghiệp. Nơi đây 25 loại thiện và bất thiện nghiệp thuộc dục giới và sắc giới trong sự liên tục bên trong chính ta tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh trong từng chập tư tưởng, bắt đầu từ khi được thọ thai, lúc tức từ lúc thức nối liền khởi sanh. Á rù bá quý bà cá đùi bành chá huỳnh nhà ná quách chí tằng bành chá sách tá tí quý thằng bí chích tằng chích tá xá mút thà ná rù bằng bát thá má phá hoằng gần ú bà đà giá trà dành tám mề quá xá mút thà bề tí. Sắc pháp khởi sanh do tâm. 75 loại tâm.
ngoại trừ những tâm quả thuộc vô sắc giới và năm cặp thức, tạo nên sắc pháp do tâm tập ngay vào lúc chập phá quan gá hộ kiếp đầu tiên khởi phát. Nơi đây, những chập tâm thiền chá quá nán, tức tốc hành, điều hòa tư thế oai nghi của thân. Nhưng những xác định tâm, những chập tốc hành tâm chá quá ná thuộc dục giới và những siêu trí tâm cũng tạo những phương tiện truyền thông. Cử chỉ và lời nói, nơi đây 13 tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo tiếu sanh tâm, tâm là mỉm cười. Dạ con đã đọc xong bài phải không ạ? Dạ, dạ con xin kính tri ân đồng trừ đã post bài, con kính tri ân thầy, dạ con xin kính mời người kế tiếp ạ. Dạ, yeah, con xin kính chào thầy Kinh, xin kính chào cả lớp. Con xin đọc bài đoạn 2. Si tu hồ tu sa mana ta te yot ta tu thi thi thip ba ta va u tu sam mut tha na u bam ajat ajat thằng cha ba hi ta cha cha thara samutha về ti sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết, nguyên tố lửa quả đại bao hàm cả hai nóng và lạnh. Khi đến giai đoạn trụ, trong ba giai đoạn sanh trụ diệt thì tạo nên cả hai tùy trường hợp, các sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài do điều kiện thời tiết sanh. Ô giá sằng khá tù á ra hô á ra à há ra sằm mút thá nà rú bằng bằng ách dù há ra ná cá lì thà ná bá thà ná bá thô bá sằm mút thá bề tí. Sắc pháp khởi sanh do vật thực. Vật thực được gọi là tính chất dinh dưỡng, trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Tát hà há tá già in ví chá vú bá ní cà cầm má chá nế và bình nhá tí đò 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 chấm si chít tá chá mấy vá sát tốt chít tổ thú dù là hú ta tít ta dầm út tu chít ta hà rê hì sàm phổ thí. Nơi đây trái tim và tám mạng căn khởi sanh do nghiệp, hai phương tiện truyền thông biểu lộ bằng thân, thân biểu và bằng lời nói, ngữ biểu chỉ sanh khởi do tâm. À ví ní bồ rá rút bà ni chế ba à ca sa đa tu cha cha tu hi sam put tha ni lắc kha na vu ba ni nhá cù tu cù tố chi già chán già chán thì. Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ vân vân sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và vật thực. Những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không khởi sanh do bốn nguyên nhân: Atha rasa, Panya rasa, Thè rasa, Tò ta sati cha, Kamma chitto tukahara cha ni, Hòn thi jatha, jatha kamang. 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp tâm, điều kiện thời tiết và vật thực tạo. Và chá má ná dì vú bá lần sắp hà bá tá hí kề bá lần
lắc khá nhà ní nhá về gián thí kề hít chỉ tiết bà ca sĩ tổng ê chồng ê thá vú bá sầm mút thà ná ná dù. Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh vân vân không do nguyên nhân nào tạo, được nói như vậy vì hoàn toàn cố hữu dính liền theo các pháp ấy. Dạ con xin đọc xong ạ, con xin xuống mic ạ, xin cảm ơn. Dạ con xin chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài à. Upasamutha nanaya, sự khởi sanh của các sắc pháp. Khamman cittan utu aharo chati chatari hu pasamuthana ni nama, sắc pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là một nghiệp, hai tâm, ba thời tiết và bốn vật thật. Tattha kama vacharang hu pa vacharang cha ti bằng cha vi sati vit tham tham pi kusala kusala kammang api sankhatang achithaptika santane kammasamutha narubang ati santhimupada yakhane samuthapeti, sắc pháp khởi sanh do nghiệp. Nơi đây 25 loại thiện và bất thiện nghiệp thuộc dục giới và sắc giới trong sự liên tục bên trong chính ta tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh trong từng chập tư tưởng, bắt đầu từ khi được thọ thai, tức từ lúc thức tối liền khởi sanh. Arupa vipa kadri bành cha huỳnh nhà nhà nhá quắc chi tầng bành ca sa tát ti duy hằng bi chi tầng chi ta sa mút thà na ru bằng ba tha mà pa hoàng gần u pa đà giá giá cha dành ta mèo quá sa mút thà bề tí tát thà tát tát thà a ba na cha wa cha wa nằng iriya bát bát tham bi san na mê tí vô tha pa na kha ma quá cha ra cha wa na pin na na pana win nya win nyat tim pisamutha benti so manasa chawan nipane tha te rasahasa nang pi janeti. Sắc pháp khởi sanh do tâm, 75 loại tâm, ngoại trừ những tâm quả thuộc vô sắc giới và năm chập thức, tạo nên sắc pháp do tâm tạo. Ngay vào lúc chập pháo phá quăng hộ kiếp khởi đầu
đầu tiên khởi phát. Nơi đây những chập tâm thiền, chavanas, tốc hành, điều hòa tư thế, oai nghi của thân. Nhưng những xác định tâm, những chập tốc hành tâm, chavanas, thuộc dục giới và những siêu trí tâm cũng tạo những phương tiện truyền thông, cử chỉ và lời nói. Nơi đây 13 tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con xin mời vị kế tiếp. Cảm ơn anh Đông Triều. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Căn Đông Triều đã post bài ạ. Đoạn 2. Si tuần hồ tu sa man nhà ta tê trô tha tu thi tiếp bát tà quá ưu tu. Amuttha na ru bằng Achatan cha ba hít thà cha ya thà ra hằng Samuttha bề tí. Sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết, nguyên tố lửa, hỏa đại, bao hàm cả hai, nóng và lạnh. Đến khi đến giai đoạn trụ, trong ba giai đoạn sanh, trụ, diệt thì tạo nên cả hai. Tùy trường hợp, các sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài do điều kiện thời tiết sanh. Ô cha san kha to a ha ro a ha rasa muttha na ru bang a cho ha ra na ka le tha na pat to wa sa muttha ti. Sắc pháp khởi sanh do vật, do thực vật thực được gọi là tinh chất dinh dưỡng, trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Tat thahadaya indri yarupa nikamma cha ne wa vinyat ti đoa rằng citta cha me wa sat đồ citto tu trù la hu ta đít ta dằn u tu chít ta hà rê hi sam phô tí. Nơi đây trái tim và tám sắc mạng căn khởi sanh do nghiệp, hai phương tiện truyền thông biểu lộ bằng thân, thân biểu và bằng lời nói, ngữ biểu chỉ sanh khởi do tâm. Awinipho garupa niche wa akasatha tu cha cha tu hi sam phu ta ni lakhana rupa ni na kuto chi cha yan ti. Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ, vân vân, sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và vật thực, những đặc tính không thể trách tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không khởi sanh do bốn nguyên nhân. Attha rasa ban nya rasa te rasa dwa dasa ti cha kamma citto tu ka ha ra cha ni hon ti ya thak ka mang. 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp tâm, điều kiện thời tiết và vật thực tạo. Trà ya ma na di ru pa nang sa pha wat ta hi ke wa lang lak kha na ni na trà yan ti he ke hi chi ti pa ka si tang. Ayam etharu basamutha nanayu. Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh, vân vân,
không do nguyên nhân nào tạo, được nói như vậy vì hoàn cố hữu dính liền theo các pháp ấy. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Nam mô Bát Thầy á, Nam mô Tham Mại á, Nam mô Sika Thân Cả á. Rồi chào hữu, chào hữu. Hôm nay chúng ta đi vào một bài mới liên hệ về chất pháp ha. Rồi bắt đầu bước vào bài học, chúng ta chuẩn bị hay là ghi những cái chi tiết của nó. Rồi sự sanh khởi của các sắc pháp Rupa Samuttha Nanaya. Sự sanh khởi của các sắc pháp. Yeah. Rồi ha. Rồi xuống dòng bốn nhân sanh sắc hai chấm. Bốn nhân sanh sắc hai chấm. Nghiệp tâm âm dương mở ngoặc thời tiết và vật thực. Nghiệp tâm âm dương và vật thực. Âm dương thì đó là rất là gọi là thời tiết tâm âm dương và vật thực. Rồi tức là sắc pháp mà cái thân này của mình đó, được sanh khởi đó, là nó do bốn nguyên nhân này. Thứ nhất là do nghiệp, tức là do về những cái nghiệp trong quá khứ mình làm thì nó cho ra những cái sắc pháp nào đó đó. Rồi thứ hai là do tâm tạo, tâm phát sinh khởi lên thì nó tạo ra những cái loại sắc đó. Hoặc là do âm dương, tức là do nóng lạnh, do cái giống như cái nhiệt vậy đó, nó tạo ra sắc pháp. Và vật thực, tức là cái chất dưỡng tố nó tạo ra sắc pháp. Thì như vậy phân loại ra cho chúng ta biết là có bốn cái nguyên nhân để tạo ra cái sắc pháp này, chứ không phải là chỉ có một. Có bốn nguyên nhân rồi, chứ không phải là nghĩ là do vật thực mới tạo ra. Rồi số dòng số 1, sắc do sắc sanh do nghiệp hai chấm, tức là sắc pháp được sanh khởi đó do nghiệp. Số 1, sắc sanh do nghiệp. Số dòng có 18 sắc. Rồi hai người đang bây giờ rồi ha, có 18 sắc. Hai chấm. Tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly. Năm sắc thần kinh. Một sắc hư không. Ở ngoặc giao giới, có chỗ tôi dùng chữ giao giới. Một sắc hư không ở ngoặc giao giới. Rồi, một sắc bản nguyên. Đó là sắc hư không, xong rồi với sắc bản nguyên. Hai sắc tính. Hai sắc tính. Sắc ý vật. Sắc ý vật.
Như vậy là 18 sắc này được phát sanh, được sanh khởi là do nghiệp nó tạo ra. Thì 8 sắc bất ly là bất cứ loại nào nó cũng có ha, 8 sắc bất ly. Rồi nghiệp nó tạo là 5 cái sắc thần kinh, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Là những cái hệ thần kinh này là do nghiệp tạo. À, rồi cái sắc hư không, cái sắc giao giới là đương nhiên là nó phải có, bất cứ sắc pháp nào cũng phải có cái khoảng trống của nó. Rồi sắc mạng nguyên cũng do nghiệp tạo, tức là cái sắc được sanh khởi để mà gìn giữ cái sắc nghiệp này được tồn tại. À, thì đó là sắc mạng nguyên. Rồi sắc tính, tức là sắc tính nam, sắc tính nữ, tức là sanh ra là làm người nam hay là người nữ đều là do nghiệp trong quá khứ nó tạo. Thì như vậy hai cái sắc tính này là cũng do nghiệp, là cái sắc mà sanh do nghiệp. Và sắc giới vật là cái sắc mà để cho tâm nương cũng là do nghiệp tạo. Thì như vậy chúng ta sắc sanh do nghiệp thì chúng ta có được 18 sắc tổng cộng như vậy. Rồi tâm tạo sắc nghiệp hai chấm, tức là sắc nghiệp này được sanh khởi đó, bây giờ tâm nào tạo ra nó, thì tâm tạo sắc nghiệp hai chấm. Dòng có 25 tâm, rồi tức là ta cho mình biết là tâm tạo sắc nghiệp như anh đọc là nó có tất cả là 25 tâm. Thì những tâm nào tạo ra sắc nghiệp quý vị, tâm nào tạo nghiệp, tạo ra cái sắc nghiệp này, thì quý vị suy nghĩ ra tâm nào đây. 12 bất thiện, xa thú chính xác, giỏi quá rồi bà. 12 tâm bất thiện tạo ra sắc nghiệp bất thiện, à đúng không? 12 tâm bất thiện. Rồi thiện có không? 8 loại thiện có không? Tám thiện là 8 tâm thiện là tạo ra nghiệp thiện, tạo ra nghiệp thiện đúng không? Rồi thiện sắc giới có không? 5 tâm thiện sắc giới có không? Có luôn, 5 tâm thiện sắc giới có luôn. Rồi 4 thiện vô sắc có không? 4 thiện vô sắc có không? 4 thiện vô sắc, 4 thiện vô sắc. Không, xa thú. Không đúng rồi, vô sắc mà sao? Đấy, gọi là vô sắc, nghiệp vô sắc mà sao vậy? Cười. Rồi, như vậy giờ mình ghi lại có 25. 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện và 5 thiện sắc giới. 25 đúng chưa? Thì 25 tâm này tạo ra sắc, tức là tạo ra cái sắc nghiệp. Tức là những cái này nó tạo nghiệp mà, thì nó tạo ra cái sắc đó thì được gọi là sắc nghiệp, tức là sắc do nghiệp tạo thì được gọi là sắc nghiệp. Được không? Nắm được không? Hiểu không? À, vâng. Nắm được cho biết đi cả lớp ơi. Được không? Dễ ảo không? Có gì khó ủi. Rồi bây giờ những cái nghiệp tạo nè, những cái tâm mà nghiệp tạo ra nè, những cái tâm này nè nghiệp tạo do cái gì tạo ra, những cái sở hành của nó do gì tạo ra, cái gì tạo nghiệp? Alo. Gì mất là gì? Cái gì tạo ra những sở hành nào tạo ra nghiệp, tạo ra 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 5 đại sắc kiến? Giờ quý vị làm 12 tâm bất thiện này, quý vị tạo ra nghiệp gì? Do cái nghiệp gì mà tạo ra? Nhãn quay nữa, trời ơi. Do thân có tạo ra 12 tâm bất thiện không? 12 tâm bất thiện tạo lên thân nghiệp không? Có. Khẩu nghiệp có không? Khẩu nghiệp có không? Có luôn. Ý nghiệp có không? Ý nghiệp có luôn ha. Thì như vậy
những sáu hành về thân, khẩu, ý. Tức là thân, khẩu, ý tạo nè. Thân, khẩu, ý tạo thuộc về quá khứ. Mình ghi về những sở hành thân, khẩu, ý tạo nghiệp thuộc quá khứ. Tức là cái thân tạo ra nghiệp thiện hay bất thiện, như vậy không, khẩu cũng vậy, thiện hay bất thiện, ý cũng vậy, thì do những cái này nó tạo nghiệp từ cái thời, từ cái thời gian thuộc về quá khứ, tức là gián tiếp, thì nó tạo ra những cái loại sắc này, tạo ra 25 loại sắc này. Rồi thì 25 loại sắc này được gọi là sắc nghiệp, bởi vì từ khi cái tâm tục sinh nó sanh á, khi mà mình tái tục mình sanh lại ra, thì cái tâm tục sinh nó sanh khởi, thì cái tâm tục sinh này được sanh khởi do nghiệp, tức là do cái nghiệp quá khứ mình làm, thì nó cho cái tâm tục sinh. Vô minh dương hành, hành dương thức tục sinh, tức là đây là cái nghiệp tục sinh, tâm thuộc về tâm tục sinh là do nghiệp, thì tâm do nghiệp tạo thì những cái sắc nghiệp cũng sanh luôn. Thì như vậy 25 cái sắc mà do nghiệp tạo này đó, thì nó thuộc về quá khứ hay hiện tại cái gì? Thuộc về quá khứ, xà thú, xà thú. Thì như vậy 20-25 tâm tạo sắc nghiệp, 25 tâm tạo sắc nghiệp từ khi mới tục sinh thuộc về quá khứ, thuộc thời quá khứ đi cho nó chính xác không. 25 tâm tạo sắc nghiệp từ khi mới tục sinh thuộc thời quá khứ. Tức là những cái hành động của mình á, về thân, về khẩu, về ý á, hoặc là mình sắc sanh trộm cắp này kia vân vân, rồi mình làm những việc thiện vân vân, tạo những cái nghiệp đó, do những cái nghiệp này mình làm trong cái thời quá khứ, khi mà tục sinh nó lại thì cho ra cái sắc nghiệp, thì sắc nghiệp đó là được gọi là sắc do nghiệp tạo, và nó tồn tại cho đến khi mà hết cái kiếp sống luôn. Và dĩ nhiên cái những cái sắc nghiệp này nó tạo một cách gián tiếp, chứ nó không có cái trực tiếp ha, nó do nghiệp quá khứ nó cho. Rồi tâm tục sinh sanh lên thì sắc nghiệp nó sanh theo. Thì như vậy là chúng ta có được là 18 sắc do nghiệp tạo, đúng không, và sắc do nghiệp. Rồi tâm thì chúng ta có 25 tâm, 12 bất thiện, 8 thiện và 5 thiện sắc giới, tạo nghiệp nương từ thân khẩu ý tạo ra. Khi tục sinh trở lại thì những cái nghiệp này nó sẽ cho phát sanh do những cái sắc được sanh khởi, được gọi là sắc do nghiệp tạo. Sắc do nghiệp tạo gồm có 5 cái sắc thần kinh: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Thì 5 cái sắc thần kinh này nó không có do những cái nhân khác, tức là không có do tâm tạo, không có do thời tiết tạo, không có do vật thực tạo, mà nó do nghiệp tạo. Tức là khi mình sanh ra, sanh ra trong cái bào thai thì lúc đó là bắt đầu nó phát sanh ra thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Thì những cái sắc thần kinh này nó sanh khởi là do nghiệp quá khứ nó cho. Rồi sắc tính này, nam tính, nữ tính cũng do nghiệp quá khứ nó cho. Rồi sắc mạng nguyên, sắc duy vật cũng vậy, cũng do nghiệp quá khứ nó tạo lên, cho chúng ta có được một cái đời sống từ lúc phôi thai, lúc chút xíu đó. Từ từ càng ngày càng lớn gần đó. Thì như vậy chúng ta được biết rằng sắc nghiệp có 18 loại sắc như mình vừa mới học ra, và 25 tâm tạo ra những cái 18 sắc này. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết cơ bản về sắc do nghiệp tạo. Nắm được chưa quý vị? Alo, có khó hiểu không? Hiểu ha, ok ha, dễ ủi ha, dễ ủi, có gì đâu khó không? Được chưa? Rồi, được ha, qua tiếp ha, qua. Rồi, số 2, sắc do tâm, rồi, sắc sanh do tâm. Số 2 là sắc sanh do tâm.
hai, tức là những cái sắc pháp được sanh khởi do tâm tạo. Tức là hồi nãy mình là do nghiệp, mà giờ cái này nó bắt đầu sắc này do tâm tạo. À, tức là tâm khởi sanh thì nó tạo ra những sắc nặng nè. Thì có 15 sắc, hai chấm. Có 15 sắc. Tám sắc bất ly. Là đương nhiên phải có ha, bất cứ sắc pháp nào phải có đầy đủ tám sắc bất ly. Sắc cảnh thinh là âm thanh đó, sắc cảnh thinh. Sắc hư không. Ba sắc đặc biệt. Hai sắc biểu trì. Rồi, như vậy là mình có được 15 sắc được sanh khởi do tâm tạo. Tức là 8 sắc bất ly thì mình để qua bên, nó là chuyện đương nhiên ha. Rồi sắc cảnh thinh tức là âm thanh tiếng nói của mình đó. À, thì khi mình nói thì mình khởi cái tâm mình muốn nói, thì khi mình nói ra được thì tạo ra cái âm thanh, thì sắc cảnh thinh này là do tâm tạo. À, tức là mình có, nó có cái lý do của nó đàng hoàng, nó có một cái ý nghĩa là thực tính đàng hoàng ha. Tức là sắc âm thanh phát sanh là do tâm tạo. Rồi sắc giao giới thì khỏi nói, khoảng không sắc giao giới hay sắc hư không thì khoảng không thì bất cứ sắc pháp nào cũng có ha. Rồi sắc đặc biệt tức là khinh nhu thích nghiệp. À, tức là ba cái sắc này nó tạo cho chúng ta khi mà mình nói thì nó nói được nhẹ nhàng, nói được thích hợp, dịu dàng hay vân, thì đó là ba sắc đặc biệt. À, nếu mà mình bị cái gì đó do thời tiết hay là bị do cái trường hợp về bệnh hay sắp chết thì cái ba sắc đặc biệt này nó bị yếu đi. Rồi thì lúc đó mình nói không được, nói vờ vãng, nói ngọng hiệu, nói và ba sắc đặc biệt này nó bị có vấn đề không. À, và hai sắc biểu tri tức là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thì khi mà thân biểu tri thì là do tâm sanh. À, thân đi đứng nằm ngồi co duỗi là cái, thì khi cái tâm mình khởi muốn đi thì bắt đầu là, thì ngay chỗ này thì cái sắc thân biểu tri nó sanh. À, và khẩu biểu tri tức là khi mình khởi tâm muốn nói thì cái sắc biểu tri nó sanh. À, thì như vậy 15 sắc này là chúng ta thấy thì nó được biết là do tâm sanh. À, tám sắc bất ly, sắc cảnh thinh tức là âm thanh, rồi sắc giao giới, rồi ba sắc đặc biệt khinh nhu thức nghiệp và hai sắc biểu tri, tức tổng cộng có 15 sắc được sanh khởi do tâm tạo. Được chưa, nắm được chưa? Alo, có rõ ràng không, nắm được hiểu ý nghĩa không? Được không? Được chưa? Còn ai không hiểu không? À, dễ ha, không có gì đâu khó ha. Từ từ mình đi vô lần lần mình hiểu được mấy cái đầu đó, lát mình đi vô sâu vô mới thấy vấn đề rõ ràng ha. Nắm được ha, nắm chắc nha, suy nghĩ nắm cho đúng nha. Rồi, tức là 15 sắc được tạo, được sanh khởi do tâm. Rồi, xuống dòng tâm tạo sắc tâm. Hai chấm, tâm tạo sắc tâm. Tâm tạo sắc tâm tức là tâm nó tạo ra được sắc do tâm. À, tâm tạo sắc tâm được gọi là sắc tâm. À, tâm tạo là sắc và sắc tâm. Còn kia là sắc nghiệp. À, tâm là nghiệp, sắc do nghiệp tạo thì gọi là sắc nghiệp. Còn sắc do tâm tạo thì được gọi là sắc tâm. À, được chưa, nắm được chưa? Phải để ý nha, nghiệp khác tâm khác nha. Rồi có 75 tâm. Tâm tạo sắc tâm thì có 75 tâm. Mở ngoặc. Trừ ngũ song thức và bốn quả vô sắc, đúng không? Trừ ngũ song thức và bốn quả vô sắc. Được chưa, ghi chưa?
thì 75 tâm trừ ngũ sung thức là 10 là 85, 4 là 89 tâm, là lấy siêu thế là có 8 nữa, thì còn có 89 tâm. Thì bây giờ tâm mà tạo ra được sắc pháp thì cho chúng ta biết là có 75 tâm, tức là trừ cái ngũ sung thức ra, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm cái thức này đó, năm cặp sung thức này nó không thể tạo sắc được. Bởi vì nó chỉ sanh một sắc na xong diệt mất, nên nó không có đủ cái sức để mà nó tạo ra được cái sắc pháp. Chính vì do đó trong sơ giảng thì ta mới nói là ngũ sung thức này không có khả năng tạo ra sắc pháp, là cái vấn đề chúng ta cần phải được hiểu như vậy. Ví dụ như mắt mình thấy cảnh sắc thì bị nhãn thức cái sanh lên xong diệt liền, thì khi nó sanh diệt liền nó không có đủ năng lực để nó tạo ra sắc pháp. Đây là cái vấn đề nó bị yếu, nó không đủ sức. Thì như vậy trừ ngũ sung thức ra là trừ ra 10 cái ra, trừ 10 cái thức. Rồi bốn quả vô sắc, tâm quả vô sắc là cái tâm làm việc tục sinh ở cõi vô sắc. Thì tâm sanh ở cõi vô sắc thì làm sao là tạo sắc được, cái tâm này không tạo sắc được. Cho nên bốn cái quả vô sắc này không tạo ra sắc. Thì như vậy tâm tạo sắc, tâm có 75, trừ ngũ sung thức và bốn quả vô sắc. Được chưa? Là ngũ sung thức và bốn tâm quả vô sắc không tạo được sắc. Mình ghi nhấn mạnh đang có đây, gạch đầu dòng cái này đánh bông cũng được. Ngũ sung thức và bốn tâm quả vô sắc không tạo được sắc. Rồi, tức là cặp song thức này đó, là bốn cái tâm quả vô sắc không có tạo ra được bất cứ một cái sắc pháp nào đó. Thì vậy đó là như vậy, là trừ nó ra chúng ta còn lại là 75 tâm, tức là tất cả các tâm đều tạo được nhưng mà trừ cái 14 cái này không tạo được. Rồi, được chưa? Nắm được chưa? Cho biết để hiểu ha, hiểu rồi không? Rồi ok, xuống dòng đánh cái bông đội dòng cái đó nha. Tâm tái tục, tức là tâm tục sinh đó, tâm tái tục của tất cả chúng sanh, tâm tái tục của tất cả chúng sanh, hai chấm. Có được nhiêu quý vị, có bao nhiêu tâm tái tục đây? Alo, mười chín xa thú, xa thú ha, 19 tâm tái tục, được chưa? Mình ghi là tâm tái tục sanh có 19, không tạo được sắc tâm, không tạo được sắc tâm. Nên ngay sát na tâm tục sinh, không có sắc do tâm sinh. Nên ngay sát na tâm tục sinh, không có sắc do tâm sinh. Dạ, yeah, không biết có dễ hiểu câu này không ta? Ví dụ như vậy, ví dụ như mình tục sinh, bây giờ trong 19 cái tâm tục sinh, ví dụ như giờ mình tục sinh bằng tâm quả thiện, thọ hỷ, thọ xả gì cũng được, hoặc tục sinh bằng tâm quả thiện, thì cái tâm tục sinh đó phát sanh do gì quý vị? Tâm tục sinh phát sanh do cái gì? Do cái gì sanh? Thì nó là tâm quả, đúng rồi đó. Mà tâm quả này do gì? Do cái gì trong quá khứ nó cho là lục sinh?
Do nghiệp, đúng rồi, do nghiệp, chính xác là Nguyên Trang ơi. Tức là do nghiệp trong quá khứ nó cho chúng ta có cái tâm quả tục sinh, cho mình đi tục sinh, là do nghiệp. Nắm được chưa? Tức là do nghiệp, những cái tâm quả tục sinh này đều là do nghiệp làm cho phát sinh ra cái tâm tục sinh. Thì tâm tục sinh này là do nghiệp tạo, thì làm sao có được sắc do tâm tạo được, quý vị? Cho nên sắc tâm tục sinh chỉ có sắc do nghiệp tạo thôi, chứ không có sắc do tâm tạo. Cho nên tâm tái tục của tất cả chúng sanh không tạo được sắc tâm, không được tạo được sắc do tâm sanh ngay sắc na tâm tục sinh. Tức là khi mình sanh lên tâm sắc na tâm tục sinh sanh khởi đó, thì cái tâm tục sinh này nó chỉ tạo ra sắc do nghiệp thôi, chứ nó không có cái tâm đó không tạo được sắc tâm. Bởi vì cái đó tâm đó là do nghiệp nó cho, là nó tưởng cái nó là do sắc nghiệp. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu được cái câu này một cách rõ ràng. Tức là tâm tái tục của tất cả chúng sanh, tức là 19 tâm tái tục đó, không tạo được sắc tâm. Không tạo được sắc tâm, nên ngay sát na cái tâm tục sinh đó, không có sắc do tâm sanh mà do nghiệp sanh. Được chưa? Nắm được ý nào? Hello. Không có sắc do tâm sanh mà do nghiệp sanh. Mình ghi luôn nguyên một cái gì, gom lại cái cho nó gọn nha. Alo, nghe rõ không? Alo. Có khó quá không quý vị? Có khó hiểu quá không? Alo. Không ha, dễ ội ha. Cái tâm tục sinh mà, tâm tục sinh do nghiệp, thì nó cho sắc nghiệp, chứ đâu có cho sắc tâm. Đúng chưa? Dễ dàng ha, hiểu dễ dàng ha. Điều ghi lại nguyên câu cho nó rõ ràng điều. Nghe này thấy lạ quá vậy ha. Nghe thấy ngộ ngộ. Đó, giờ mình mang cái thân này của mình mà mình cũng không biết từ đâu nó có, từ đâu nó sanh, cái gì sanh, cái gì tạo tác. Chính vì cái sự mà là bí ẩn của những vấn đề này, là những cái sự mà cao siêu, là vi tế của những cái điều kiện này, làm cho người ta bị mù mờ, bắt đầu đưa ra những giả thuyết này giả thuyết kia ha, do thượng đế tạo, do ông này ông kia tạo, vân vân, đủ thứ vậy. Không ai hiểu được, rồi cuối cùng có những trường phái ra về duy vật, thì nói không ai tạo được, do con người tạo. Đủ thứ chuyện để triết học bắt đầu xuất hiện, do không nắm được những vấn đề thâm sâu này, chỉ có ngoài Đức Phật ra thì không ai có thể nắm được cái này. Không có sắc do tâm sanh mà do nghiệp, đúng là thêm câu đây cho nó rõ ràng. Rồi, rắm giờ ha. Chưa, nắm được chưa? Rồi, đánh cái hoa thị cái nữa đây. Đánh cái hoa thị tiếp. Tâm tử, nhấn mạnh là tâm tử của vị A-la-hán không tạo sắc. Tâm tử của vị A-la-hán không tạo sắc.
Rồi, người ta cho mình biết là ta đưa cái khẩu hiệu là vậy, tâm tử vị A-la-hán không tạo sắc. Thì theo quý vị, tại sao tâm tử vị A-la-hán không tạo được sắc pháp? Không còn tái sanh, xa thú chấm dứt luân hồi, không còn tái sanh, niết bàn hết nghiệp. Rồi, đúng như vậy, xa thú. Thì như vậy, khi người lại bị lán, tử cái là xong tuần luôn ha. Không có cho được cái sắc do nghiệp tạo ra lại. Cho nên tâm tử bị lán thì cần gì chấm dứt. Không còn. Rồi, đúng như vậy. Rồi, nhấn mạnh cái đó ha. Rồi, xuống dòng, đánh cái bông tiếp. 75 tâm kể trên, tức là 75 tâm là do tâm tạo nãy đó, mình học đó. 75 tâm kể trên luôn tạo ra các sắc tâm cho chúng sanh. 75 tâm kể trên luôn tạo ra các sắc tâm cho chúng sanh. Phải 75 tâm ra luôn tạo ra các sắc tâm cho chúng sanh kể từ sát na sanh của tâm hộ kiếp. Kể từ sát na sanh của tâm hộ kiếp Pháp Quan Giác đầu tiên trong kiếp sống. 75 tâm kể trên luôn tạo ra sắc tâm cho chúng sanh kể từ sát na sanh của tâm hộ kiếp đầu tiên trong kiếp sống. Rồi, 75 tâm như mình vừa học ha, tức là trừ ra ngũ song thức với lại bốn tâm vô sắc, bốn tâm quả vô sắc là 19, 10, 14, 75 là 89. Thì như vậy 75 tâm được kể thì luôn tạo ra các sắc do tâm tạo, là sắc tâm cho chúng sanh, tức là cho tất cả chúng sanh có sắc ha. À, kể từ sát na sanh của tâm hữu kiếp, tức là tâm tục sinh sanh khởi xong diệt mất liền là tâm hộ kiếp sanh, tức là tâm tục sinh lúc đó nó chứng qua cái hệ, nó làm qua cái hệ hộ kiếp. Thì khi tới sát na thứ nhì là sát na hộ kiếp sanh thì lúc này bắt đầu sắc do tâm tạo mới phát sanh. À, tức là nó không có sanh ở sát na tâm tục sinh, bởi sát na tâm tục sinh là thuộc do nghiệp. À, cho nên sắc tâm không sanh được. À, cho nên qua sát na thứ nhì tâm hộ kiếp sanh khởi, tức là tâm cũng là tâm thực sinh mà nó làm phận sự hộ kiếp. Thì khi nó qua cái sắc na thứ hai làm phận sự của tâm hộ kiếp thì sắc tâm tạo nó mới bắt đầu sanh đầu tiên trong kiếp sống. À, thì cái sắc na tâm thứ hai tâm hộ kiếp này nó tạo ra sắc pháp, tức là nó tạo ra những cái loại sắc pháp nãy mình học. Thì như vậy 75 tâm này luôn tạo ra sắc tâm từ bắt đầu, tính từ tâm hộ kiếp sanh khởi đầu tiên trong kiếp sống. Nắm được chưa? Có gì nắm được cái ý nghĩa của câu này không? Alo. Được không? Tức là tục sinh hậu kiếp. À, tục sinh chuyển vào hậu kiếp. À, thì khi đưa vào hậu kiếp rồi đó thì sắc vô tâm nó mới bắt đầu sanh. Nắm được không? Được chưa? Alo. Chính xác không? À, được là thông qua nha. Còn không được thì cho biết nha. Hiểu từng chút một chút nha, cho nó chín rồi mới mình học mấy cái khác mà mới nắm được ha. Rồi ha, được chưa, qua được chưa, thông qua được chưa? Alo. Được ha. Rồi nãy là mình học xong cái phần sắc do sắc sanh do tâm. Rồi bây giờ tới số 3, sắc sanh do âm dương. Mở ngoặc quý tiếp, sắc sanh do âm dương, mở ngoặc quý tiếp, đóng ngoặc. Sắc sanh do nghiệp rồi ha, rồi sắc sanh do tâm rồi ha. Rồi giờ tới sắc sanh do âm dương, hay là quý tiếp,
chỗ số ta dùng từ là quý tiết hay thời tiết, nhưng mà dùng chữ quý tiết này tức là sắc pháp phát sanh không do nghiệp, không do tâm, mà sắc pháp sanh do âm dương. À, âm dương tức là cái giống như là trong người mình có rất nóng rất lạnh, hoặc là thời tiết bên ngoài nó có nóng lạnh, có âm dương. Rồi, cho chúng ta biết là có 13 sắc, hai chấm, có 13 sắc. Tám sắc bất ly. Sắc cảnh thinh. Giao với lại sắc âm sắc hư không đi, sắc hư không, sắc hư không, ba sắc đặc biệt. Rồi tức là 13 sắc này là được sanh khởi là do âm dương, tức là tám sắc bất ly thì đương nhiên không nói không. Rồi sắc cảnh thinh tức là âm thanh, cũng là do âm dương tạo, tức là do trong cơ thể mình là nóng lạnh hay gì đó, là chất nóng chất lạnh âm dương, nếu mà nóng quá gì đó cũng làm ảnh hưởng tới cái âm thanh, hoặc lạnh quá cũng ảnh hưởng tới cái âm thanh, hoặc là âm dương bên ngoài, tức là thời tiết bên ngoài, âm dương bên ngoài nó cũng tạo ra những cái về cái âm thanh, về sắc cảnh thinh. Rồi sắc giao giới là hư không khỏi nói, và ba sắc đặc biệt là thân khinh nhu thích nghiệp cũng tạo ra sắc cảnh thinh này được thích hợp. Rồi như vậy là chúng ta có được 13 sắc do âm dương tạo. Rồi xuống dòng, đánh qua thị đạo dòng. Có trong và ngoài cơ thể của chúng sanh. Và sắc âm dương này nó có cả hai, nó có trong và ngoài cơ thể của chúng sanh. À, tức là cả hai, là bên trong cũng có sắc âm dương và bên ngoài cũng có sắc âm dương, hai cái này nó có sự hỗ trợ lẫn nhau ha, trong và ngoài. Rồi xuống dòng, gặp tất bằng đầu dòng cái, gặp đầu dòng cái. Đối với yếu tố âm dương trong cơ thể, đối với yếu tố âm dương trong cơ thể, kể từ sát na trụ, sát na tiểu là kể từ tiểu sát na trụ đi, cái gì cho rõ ràng, kể từ tiểu sát na trụ, kể từ tiểu sát na trụ alo, quý vị có nghe không vậy? Nghe không? Kể từ tiểu sắc na trụ, nghe ha. Rồi đối với yếu tố âm dương trong cơ thể, kể từ tiểu sắc na trụ của tâm tái tục, của tâm tái tục, nhấn mạnh cái chữ tâm tái tục này, của tâm tái tục trở về sau, trở về sau luôn luôn tạo sắc quý tiết trong mỗi sắc na, luôn luôn tạo sắc quý tiết trong mỗi sắc na. Rồi vậy mình ghi lại nguyên câu luôn, gom lại nguyên câu cho rõ ràng. Đối với yếu tố âm dương trong cơ thể,
thì kể từ tiểu sắc na trụ của tâm tái tục trở về sau, luôn luôn tạo sắc quý tiết trong mỗi sắc na, tức là quý tiết bạm dương luôn đó, sắc quý tiết trong mỗi sắc na. Vì nguyên câu ở đây rồi, chúng ta nói về vấn đề đó. Rồi, tức là nói về cái yếu tố mà âm dương đó, hoặc là quý tiết đó, âm dương trong cơ thể của mình nè. Nó bắt đầu sanh khởi kể từ, nó phát sanh được kể từ tiểu sắc na trụ của tâm tái tục. Tức là tâm tái tục nó sanh khởi, thì nó có ba sắc na tiểu, là sinh, trụ và diệt. Sinh, trụ và diệt. Thì cái sắc mà do âm dương tạo là nó chỉ sanh, nó sanh khởi ở ngay sắc na trụ, chứ nó không sanh khởi ở sắc na sanh. Bởi vì sắc na sanh đó là do nghiệp, nó mạnh là nó chiếm cho đó. Rồi sắc na trụ của tâm tái tục, tâm tái tục là do nghiệp tạo, thì cái sắc âm dương nó sanh ở sắc na trụ, tức là sau một cái sắc na tiểu, tức là sanh trụ, thì sắc âm dương nó sanh ngay đó, ngay sắc na trụ của tâm tái tục. Về liên tục về sau cho tới khi hoài đó, chẳng là cái sắc âm dương nó tạo càng ngày nó càng nhiều lên ha, thì trở về sau luôn tạo được trong mỗi một cái sắc na tiểu như vậy, nó sanh hoài, sanh tới 17 sắc na, xong cái rồi nó sanh tiếp, sanh tiếp, sanh tiếp, nó biến dạng nó sanh tiếp, thì sắc pháp này nó được hiện khởi ngay cái tỷ sắc na trụ đó, chứ nó không ở ngay sắc na sanh, mà nó ngay cái sắc na trụ của tâm tái tục. Đó là chúng ta cần phải được biết như vậy. Rồi cái sắc pháp này nó sanh vi tế lắm quý vị. Phải nó từ mỗi một tiểu sắc na nó sanh nhỉ. Thì cho nên rất là khó hiểu. Bởi vì nó đi liên hệ tới cái lộ trình tâm rất là chi tiết, rất là chi li, và đến nay khoa học người ta cũng không thể nào mà chứng minh được điều này, không thể nào hiểu được điều này. Mặc dù cũng rất nhiều người nghiên cứu về này mà ta không nắm được. Bởi vì nó quá nhanh quá lẹ. Nó rất là vì thế nó chỉ chậm hơn tâm có 17 lần thôi. Nó chậm hơn tâm có 17. Sắc 17 sắc na tâm sanh thì sắc pháp mới sanh lần. Thì như vậy nó khó, nó rối à. Thì đó, thì giờ với cái sắc âm dương này nè. Nó khác sắc nghiệp đó, sắc nghiệp là do cái tâm tục sinh sanh ra. Rồi sanh liền, sắc nghiệp sanh liền ngay cái đầu tiên. Ngay cái tiểu sắc na sanh. Nhưng mà sắc âm dương nó sanh sắc na kế, là tiểu sắc na kế là sắc na trụ. Nó sanh hoài vậy sao, còn sắc na do tâm tạo rồi nó sanh ở sắc na hậu kiếp. Sanh ngay là sắc na tâm hậu kiếp. Là như vậy. Có nắm được không quý vị? Hello. Bắt đầu rối ha, vô thế này. Từ từ rối. Thì cái sắc pháp này khó học đó, khó dạy lắm. Nhiều người ta không chỉ được, chỉ không được, không được. Nói lát rối đùng lên nè. Giờ sắc na là tâm tục sinh ha, tâm tục sinh. Có ba sắc na tiểu. Tâm giờ khoan ra, cái đó để đến sau đây. Giờ tâm tục sinh thì nó có ba sắc na tiểu là sinh, trụ, diệt. Đúng chưa? Tức là mỗi một sắc na nó có ba sắc na tiểu, sinh, trụ và diệt. Được không? Thì cái sắc na là một số một á. Sanh á, sắc na sanh á. Thì tâm thì cái thời tiết này nó không sanh được, mà nó chỉ sanh ở cái sắc na tiểu kế, sắc na trụ kế bên, thì cái đó sắc do âm dương nó mới sanh ngay cái sắc na thứ nhì đó, ngay tiểu sắc na thứ nhì nó mới sanh từ đó, nó sanh dài vậy sao. Thì mình biết vậy đi, đơn giản mình biết hiểu. Thì cái sắc na đầu tiên của cái tâm tục sinh á thì nó do nghiệp sanh. Ở tâm tục sinh do nghiệp mà, thì vừa sanh ra cái sắc nghiệp sanh rồi nó đi theo luôn vậy. Rồi sau đó sắc do thời tiết sanh, do âm dương sanh, thì cái sắc là kế, sắc là tiểu kế, nó sanh theo nữa, nó chồng sanh theo liên tục. Rồi sắc na do tâm sanh thì nó nhảy qua cái sắc na thuộc về hộ kiếp, tức là nó không còn tâm tục sinh nữa. Rồi từ sắc na hộ kiếp là tâm sanh, sắc do tâm sanh liên tục cho nó sanh hoài.
à, cho tới 17 sắc na nó có việc, cái sau nó biến dạng sanh qua tiếp nữa, sắc pháp mà nó là năng lượng mà à, nó biến dạng, nó vừa mất cái nó biến qua gọi sắc pháp khác, đúng rồi, cái chính giữa đó nó sanh ngay cái chính giữa đó. À, thì cái sắc do âm dương này nó sanh ngay cái chính giữa chính giữa của cái tâm tái tục. Được chưa? Đại khái nắm cái gì đó, biết vậy dễ hiểu, rồi khó hiểu lắm, cái sắc pháp này rối, khoa học bắt học mà chịu thua, không biết sao khó, ta chỉ tìm được nguyên tố này nguyên tố kia, năng lượng này kia thôi, nhưng mà ta không có tìm được cái vấn đề này đâu. Rồi xuống dầu ha, dầu này chắc cũng rối vậy. Xuống dòng được chưa, xuống dòng được chưa, xuống dòng được chưa, bên trà xịt rượu trời trời nó nắm được không, nắm được ngưng nha, nắm được ngưng chắc học hết cái sắc âm dương thôi, ngày ngưng là vừa để cho nó thấm rồi, nhưng thôi rối nùi lên rồi ha. Rồi để học hết cái sắc âm dương này là mình ôn lại một lần nữa là nắm ha. Rồi xuống dòng ghi tiếp, nguyên tố lửa bên trong, nguyên tố lửa bên trong nằm trong ba nhóm thập pháp, nguyên tố lửa bên trong nằm trong ba nhóm thập pháp. Nằm trong ba nhóm thập pháp, mở ngoặc ha. Thân cộng tánh cộng ý vật đóng ngoặc lại là ba nhóm đó, thân tánh ý vật đóng ngoặc lại. Giải chút về giảng sao ha. Thân tánh ý vật phối hợp với nguyên tố lửa bên ngoài, tức là nguyên tố âm dương bên ngoài đó, phối hợp với nguyên tố âm dương này rõ ràng ha, nguyên tố âm dương bên ngoài phối hợp với nguyên tố âm dương bên ngoài tạo những sắc, tạo những sắc pháp do điều kiện quy tiếp, do điều kiện quy tiếp vào giai đoạn trụ của thức tái sanh, giờ nói lại câu này nữa để cho nó rõ hơn. Rồi tức là cái nguyên tố lửa bên trong, bên trong coi cơ thể nằm trong ba cái nhóm thập pháp, ba nhóm thập pháp tức là ba cái nhóm mà có 10 bọn á, ngày trước mình học là 10 nhóm mà một cái 10 nhóm, ví dụ như thần kinh thân sanh lên thì nó có 10 nhóm, 10 nhóm à, nó có 10 cái 10 pháp là 8 sắc bất ly, sắc bản nguyên và sắc thần kinh thân, đúng chưa? Vừa rồi học về nhóm đã biết ha, tức là một nhóm thuộc về thân, một nhóm thuộc về tánh là tánh nam hoặc tánh nữ à, nó cũng là 10. Rồi một nhóm thuộc sắc ý vật, tức là ba nhóm thập pháp, tức là ba cái nhóm 10 đó. Ba cái nhóm có 10 sắc sanh chung, là thần kinh thân là chính nè, tánh nam tánh nữ là chính nè, sắc ý vật là chính. Thì cái yếu tố nguyên nhân, yếu tố lửa bên trong đó, tức là trong mỗi một sắc pháp nào nó cũng có cái sắc là nguyên tố lửa, nguyên tố âm dương nữa đó. À, thì ba cái nhóm này nè, ba cái nhóm này nguyên tố lửa nằm bên trong ba nhóm này đó, nó sẽ phối hợp với lại cái âm dương bên ngoài, nguyên tố lửa bên ngoài, tức là vừa có bên trong và vừa có bên ngoài, nó tạo ra cái sắc pháp do cái âm dương nảy sanh vào ở giai đoạn trụ của thức tái sanh.
À, tức là nó phải phối hợp cả hai, chứ một cái được do yếu tố bên trong và thời tiết bên ngoài nó tạo điều kiện cho phát sanh ngay cái thức tái sanh ngay sắc na trụ ở giai đoạn trụ của thức tái sanh. Được chưa? Nắm được không à? Được chưa, nắm được chưa? Tức là cái yếu tố âm dương bên trong của ba cái thành phần này, ba thành phần 10 á. Rồi khi mình tục sinh ra đó, khi ta tục sinh ra thì nó có cái thần kinh thân à, một chút xíu dọc dầu chút xíu rồi đó, thì cái có cái sắc pháp thì nó có cái thần kinh thân rồi đó, thì nó cộng với những cái sắc pháp để sanh chung đó là 10, 10 sắc là bọn bọn nhóm 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 10 á. Rồi tánh nam tánh nữ à, có ngay lúc đó luôn, rồi sắc cái vật là có luôn, tức là ba cái nhóm này và âm dương nó cũng có sanh có mặt lúc đó, phối hợp với những cái âm dương bên bên ngoài tạo ra những cái sắc pháp. À, và nó sanh ở giai đoạn trụ của cái thức tái sanh. Được chưa, nắm được chưa? Được ha, tức là nó ở giai đoạn giữa, sanh ở giai đoạn giữa này, là Hương Trang đó là nằm giữa. Chờ ha quý vị ơi, alo. Ghi lại đi, đều ghi lại nguyên câu cho rõ ràng kìa. Học xong này cho nghe đắc đạo luôn, nổ bùm 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 tí mà bắt đầu động não nổ lớp bóp luôn á, chừng nào nghe cái bùm nghe xong rồi đó nha. Nghe nổ cái bùm nghe rồi. Sát luôn. À, điều rồi điều mất tiêu rồi, ghi lại nguyên câu cho rõ ràng nha. Ai à, nguyên câu nào, là nguyên tố lửa nằm bên trong của ba cái nhóm này đó, thân tánh và ý vật, tức là trong mỗi một nhóm nó đều có cái sắc, đều có lửa đất nước lửa gió, mà nó phải có âm dương đó, có lửa nó phối hợp với bên ngoài à, nó tạo nên cái sắc mà do cái thời tiết này tạo à, ở giai đoạn trụ của cái sắc na thức tái sanh, là khi mình tục sinh ra đầu tiên là nó phát sinh ra những cái loại sắc pháp như vậy. Được ha, được ha, qua được chưa, tiếp theo ha, đánh qua thị cái nữa cho nó còn chút xíu nữa cho xong cái phần sắc cho âm dương tạo. Vào giai đoạn tâm tái tục, tôi đánh qua thị rồi dòng vào giai đoạn tâm tái tục, phải nguyên tố lửa làm dương đó, mình ghi chữ lửa cho dễ hiểu à. Nguyên tố lửa do nghiệp tạo thay thế nguyên tố lửa do tâm tạo, nguyên tố lửa do nghiệp tạo thay thế nguyên tố lửa do tâm tạo ở giai đoạn này. Vào giai đoạn tâm tái tục, nguyên tố lửa do nghiệp tạo thay thế nguyên tố lửa do tâm tạo ở giai đoạn này. Rồi, tức là sao? Tức là vào giai đoạn mà cái tâm tái tục, tức là tâm tái tục sanh khởi á, à, thì lúc đó cái âm dương nó do nghiệp nó thay thế cái âm dương do cái tâm tạo, bởi vì tâm không sanh ở lúc tâm không có tạo sắc ở lúc tâm tái tục này à, mà nó chỉ tạo ở sắc na kế như là với vào và sắc na hậu kiếp, thì như vậy vào lúc giai đoạn này
thì cái âm dương đó, được do nghiệp tạo chứ không do tâm tạo ở giai đoạn này, để cho chúng ta biết rõ thêm vấn đề này phải không? Rồi đó cũng dễ hiểu có gì không? Rồi xuống dòng, riêng về điều kiện âm dương thiên nhiên bên ngoài, riêng về điều kiện âm dương thiên nhiên bên ngoài, riêng về điều kiện thiên nhiên âm dương thiên nhiên bên ngoài, thì khi nào có thể giúp cho cơ thể, thì khi nào có thể giúp cho cơ thể, thì khi nào có thể giúp cho cơ thể tạo ra sắc quý tiết được thì giúp ngay, tạo ra sắc quý tiết được thì giúp ngay một cách không gián đoạn. Riêng về điều kiện âm dương thiên nhiên ngoài, khi nào tạo, khi nào có thể giúp được, giúp cho cơ thể tạo ra sắc quý tiết được thì giúp ngay một cách không gián đoạn. Tức là ta nói cho mình biết là cái âm dương bên ngoài đó, thời tiết bên ngoài đó, nó có thể giúp cho cơ thể mình ở bất kỳ lúc nào, khi thấy cơ thể mình cần thiết là cái sắc thời tiết nó giúp lên một cách không có gián đoạn. Sắc âm dương bên ngoài phối hợp với âm dương bên trong để giúp cho cơ thể được tồn tại. Đó là cái vấn đề mà về cái sắc do thời tiết, sắc do âm dương tạo. Thì như vậy chúng ta học được ba cái là sắc do nghiệp, là những cái loại sắc pháp được sanh khởi do nghiệp tạo, rồi những cái sắc do tâm tạo, và những sắc do thời tiết tạo, do âm dương tạo. Thì đó mới là ba, còn sắc thứ tư sắc vật thực cũng khó lắm. Bây giờ mình học cái đây tới ba cái này trước ha, để mình nắm được cái vấn đề nữa mà do những cái nguyên nhân nó tạo ra. Thì với cái sắc mà do nghiệp tạo nãy chúng ta học đó, thì chúng ta đã biết là nó có 18 cái sắc nãy do nghiệp tạo, tức là những cái sắc mà không thể nào do tâm tạo được, tức là những cái sắc mà lúc tông sinh ra là bắt buộc nó phải do nghiệp trong quá khứ nó cho, và sắc thần kinh, nhãn nhĩ lỷ địa thân, rồi sắc mạng nguyên và sắc tính, tổng sắc cái vật, thì những cái sắc này đều là do nghiệp hết, nghiệp nó tạo ra, và những cái loại tâm mà nó tạo ra nghiệp thì nó tạo ra những cái sắc này, thì tâm bất thiện, tâm thiện, tâm sắc giới, và tạo nghiệp cho sắc pháp thì nó sẽ cho ra những loại sắc do nghiệp tạo. Rồi sắc do tâm tạo thì chúng ta thấy rằng nó có những cái loại sắc mà nó do cái tâm, do tâm mình tạo ra, chẳng như mình khởi tâm mình muốn đi đứng nằm ngồi co duỗi đều là sắc do tâm, hoặc là sắc do cái khẩu, khẩu ngữ trì mình nói, khẩu ngữ trì nó tạo ra cái thân ngữ trì, hoặc là khẩu ngữ trì, hoặc là do nói khẩu ngữ trì tạo ra sắc cảnh thanh, tức là tạo ra âm thanh luôn. Thì những cái đó là loại sắc mà do tâm tạo. Vì trong cái sắc do tâm tạo này nó trừ ra cái ngũ song thức, tức là năm cái thức, bởi vì nó chỉ có một sắc na sanh lên, nó không có đủ sức, lúc đó nó chỉ làm việc yếu đuối, nó không đủ sức tạo ra sắc pháp. Và bốn cái quả vô sắc là tục sinh của vô sắc thì cũng không thể tạo sắc được. Đó là sắc do tâm tạo, trừ ra 14 này còn có 75 tâm tạo ra sắc tâm. Rồi như vậy là sắc do tâm tạo thì chúng ta được biết như vậy. Rồi sắc do âm dương, là sắc do thời tiết, thì có 13 sắc, là sắc tám sắc bất ly, sắc cảnh thinh, sắc giao giới, và ba sắc đặc biệt, tức là cái sắc do âm dương, do thời tiết, do nóng lạnh, do chất lửa trong cơ thể và chất lửa bên ngoài, cả hai nó tạo ra cái sắc pháp. Thì nguyên tố lửa là bên trong rồi cộng với phối hợp bên ngoài tạo ra, và nó được sanh ở giai đoạn trụ của cái tâm tục sinh. Cho nên mình phải biết sơ lược nghe thì biết vậy thôi. Và như vậy là chúng ta học được ba cái sắc là do nghiệp, do tâm và do âm dương tạo ha. Học cái này đủ không vậy ha? Cái này được chưa? Đủ không? Rồi nha.
nhiều lắm, sản phẩm này học khùng lắm, học nhức đầu lắm. Thì chúng ta đọc cái bản chánh văn rồi đọc rồi mà nó biết nó nói gì, nói tôm lum tà la nó không biết đầu mò gì, nó đi nó liên hệ đến sắc người xanh đi lộ trình tâm, nó diễn tiến tôm lum tà la trong đó, trong một cái khải bóng tay nó diễn tiến hàng triệu triệu sắc la tâm, mà sắc pháp nó đi theo liên tục như vậy thì phải công nhận là rất là khó hiểu, không có đơn giản để mà chúng ta hiểu được. Và rất là ít có chú giải nào mà luận giải về cái này lắm, nó chỉ đưa nguyên văn Bali lên như vậy rồi dịch ra tiếng Việt đọc cũng điên luôn. Rồi đó chúng tôi cũng thông qua vụ này thôi, học thì khó quá, cái này không hiểu rối lù mù bùng à, nhưng mà sao nghiên cứu mà phải tìm cách để sao cho nó gì kia là đơn giản hóa vấn đề. Mà cũng tới đây nè là chúng tôi trình bày cho quý vị là cũng rất là đơn giản rồi đó, phân tích trẻ là hết đơn giản để cho quý vị hiểu được à, hiểu được như thế nào là sắc là sự khởi sanh của nó. À, mà quý vị nắm được không? Nắm được ba cái vấn đề là sắc do nghiệp, sắc do tâm, sắc do âm dương không? Nắm được cái này không? Nắm được chắc cú không? Vẫn không hiểu. Như cái đầu. Tám sắc ly thì sắc nào nó cũng có được. Bất cứ sắc nào, sắc do nghiệp nó cũng có tám sắc bất ly sẵn rồi. Sắc do tâm cũng có, sắc do thời tiết cũng có, sắc do vật thực cũng có, đất nước lửa gió là bốn, rồi sắc nước lửa gió là sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực. Sắc khí vị vật thực là tám sắc bất ly. Sắc khí vị vật thực đất nước lửa gió đó, tức là tám sắc bất ly, không thể phân ly liền được. Tại sao? Tại vì đất nước lửa gió, đất là bản thể của nó là cứng như mềm không? À, là cái chỗ để giống như cái nền để cho những cái sắc pháp khác được lên à, mình phải hiểu vậy nó dễ hiểu, tức là giống như mình phải có cái mặt bằng để cho vỏ ly chén bàn ghế này lên à, thì đó là đất là cái chỗ để cho những cái sắc pháp khác được à, nước là cái chất mà có thể làm tan chảy và quấn tụ lại, thì cái chất bản thể nước này nó làm cho sự kết dính à, kết dính những cái sắc pháp khác lại. À, cho nên nếu mà không có sự kết dính này là những cái sắc nó không tồn tại được, nó rã mất à, nó bị hoại liền. Rồi cho nên phải có chất bản thể nước này à, đất có phải có nước, rồi lửa là âm dương á, phải có cái nhiệt à, phải có nóng có lạnh, có đúng cái điều kiện của nó mới tồn tại, còn không có cái âm dương này nó cũng tiêu tùng luôn à, và gió đó là phải có cái sự vận chuyển, tức là chúng ta học được không, chúng ta thấy trong một cái nguyên tử là nó cũng có sự vận chuyển của nó trong đó, nó chạy vô vòng vòng đó thì chúng ta thấy nó vẫn có sự vận chuyển, mà do vận chuyển được là phải do cái bản thể của gió, gió là làm cho vật chất được chuyển động mà, chứ nếu không có gió này nó những vật chất nó kẹt không đi được, đứng chỗ chết ngắt luôn à, cho nên đất nước lửa gió cơ bản là phải có đầy đủ, không thiếu được à. Rồi bây giờ tới cái cảnh sắc, tức là cái sắc tố, tức là cái màu sắc, cái sắc tố đó, tức là trong cái năng lượng của vật chất, những cái sắc mà cực nhỏ đó, nó phải có cái sắc đó à, cái màu sắc mặc dù nó cực nhỏ cỡ nào đó, mình vẫn có thể thấy được à, nếu mắt mình không đủ thấy thì mình phải dùng cái kiến những gì hay bất cứ gì thì khoa học là vẫn thấy được, vì thế là vẫn thấy được, bởi do nó có cái màu sắc à, đó là cái màu sắc bắt buộc phải có trong sắc pháp, đúng chưa? Rồi tới sắc, rồi tới gì? Khí, tức là cái mùi đó à, vật chất nào cũng có cái mùi à, mùi nó như thế nào đó, tùy theo mỗi loại vật chất à, phải có à, vị nó phải có cái sắc cảnh vị, tức là cái vị mà để mà nếu mình nói thô thì nếu mình ném vô mình thấy cái vị này kia là mình nói dễ thô, thì từ cái thô này mình suy về cái tế nó phải có. Và vật thực là sắc dưỡng tố à, sắc dưỡng tố nội đó, tức là sắc dưỡng tố nội, tức là trong cái tám sắc bất ly nó phải có đầy đủ đất nước lửa gió sắc khí vị vật thực à, sắc anh thinh là không xếp được, bởi sắc anh thinh là do tâm tạo à, nó không có nằm trong cái tám sắc bất ly được, phải tâm khởi lên muốn nói thì mới tạo ra âm thanh à, hoặc là thời tiết tạo giặt đùng 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 nóng lạnh mới tạo ra âm thanh à, thì như vậy tám sắc bất ly là cơ bản là bất kỳ một sắc nào à, dù cho nhỏ ở đâu hoặc là lớn tất cả nào cũng phải có đầy đủ, cho nên tám sắc này được gọi là tám sắc bất ly
và nó có sự tương đồng với lại mà danh pháp cũng vậy, nó cũng có tám danh bất ly, tức là một tâm và bảy tâm sở và biến hành, coi như là tám danh pháp với sắc pháp cũng có cái sở đồng như vậy, là cái sự cũng rất là đặc biệt. Vì vậy đó là ý nghĩa về cái tám sắc bất ly, tại sao nó bất ly là như vậy, bởi vì lấy ra cái là nó hư, mình bỏ ra cái là nó không có, không thể tồn tại được, cho nên tám cái sắc này không thể nào mà tách rời được. Nhưng mà đặc biệt là cái chỗ đó mình phải hiểu lý do tại sao được gọi là tám sắc bất ly là như vậy. Và những cái này chúng ta tìm trong khoa học, những sách như về vật chất, về cái thiên văn đủ thứ, không thấy cái chỗ nào mình ta thấy được cái đề này, không biết sao người ta không tìm được. Cho nên mình thấy là tám sắc bất ly rất vị tế, đến nỗi mà dù cho một cái là siêu vi là một cái vấn đề mà cực nhỏ cỡ nào nó cũng có đầy đủ, không thể thiếu được. Cho nên đó là tám sắc bất ly, rồi từ cái tám sắc bất ly này nó mới có lộn xộn cái gì khác, sanh ra là thân thập pháp, tức là thần kinh thân cộng tám sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên, tức là mười nhóm mười đó, tức là cái nhóm mười của mình học đó. Thì nhóm thần kinh thân tức là lúc mình tục sinh ra đầu tiên, khi mà tục sinh ra cái sắc na đầu tiên, tục sinh ra cái sắc pháp nó chút xíu vậy. Trong kinh nói là chúng ta lấy cọng cỏ và mình nhúng con tóc, nhúng như dầu rẫy chút cái mà còn cái chút xíu dính, thì cái đó là cái sắc đầu tiên trong cái lúc mình tục sinh. Thì cái đầu tiên đó là nó đã có sắc thần kinh thần ngày đó rồi, chút xíu nó sanh khởi là đã có cái hệ thần kinh thần. Thì như vậy nó có nhóm 10 của thần kinh thần đó, rồi nhóm mạng nguyên nó có đó, nhóm tính cũng có, nhóm tính nam tính nữ nó có đó, rồi nhóm sắc dục có đó, thì chút xíu đó là đã có đầy đủ vậy. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi cái vấn đề mà trong một cái tích tắc, một cái sắc na vậy mà nó có đầy đủ ba cái nhóm đó, là nhóm thập pháp, ba nhóm thập pháp đó là nhóm thân, nhóm tánh và nhóm sắc duy vật ngay tích tắc đó đã có. Cho nên học về sắc pháp này nó dễ bị nhiệt não dễ bị điên, càng hiểu sau không biết nói gì lắm, những cái lỗ sắc diễn tiến như thế nào mà trời cũng khùng nữa. Thôi mình để dễ quý vị trong một số bài nào ha, để mình nắm được cái cơ bản thôi, thì cũng không có thể nào hiểu nổi hết đâu. Khi nào mình đắc đạo rồi mình thấy được, danh sắc là thấy được vậy đó, đắc được thấy danh sắc là nhân duyên sanh khởi danh sắc. Thì như vậy học tới đây mình mới biết là mình là vô minh. Như vậy thấy không? Tới đây mình thấy là mình vô minh, mình biết gì đó, đừng nói chuyện mình đã thấy danh sắc nhân duyên danh sắc gì, nó mới một hai tuổi đầu tiên là mình bơi học, không mình cũng bơi sung rụng, khó hiểu. Nhiều thông qua mấy lớp vì pháp đa số là với sắc pháp là nói sơ giới thiệu là cái thôi, rồi xong thông qua bởi vì khó quá chứ không phải thông qua bởi vì dễ quá. Thank you.